Tập đoàn FedEx là công ty cung cấp dịch vụ giao tốp hàng đầu thế giới, đã có tuổi đời 50 năm. FedEx hiện hoạt động tại hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ, sở hữu hàng trăm máy bay và vài chục nghìn ô tô, vận chuyển hàng triệu bưu kiện mỗi ngày. Giá trị vốn hóa thị trường của FedEx tính đến tháng 5 năm 2015 là 47,3 tỷ đô la Mỹ. Thế nhưng ít người biết tới quá khứ của họ, về những cái ngày khó khăn đến mức nhà sáng lập FedEx phải đánh cược để cứu lấy tương lai của công ty. Đánh cược theo đúng nghĩa đen luôn, khi mà cầm tiền và sòng bạc, cầu xin may mắn sẽ cứu lấy đứa con tinh thần của mình. Trong video ngày hôm nay, Bettercry sẽ giải mã thành công của FedEx trên chặng đường trở thành công ty nhanh nhất thế giới, dẫu từng có thời điểm nguy khốn khó khăn. Khởi đầu của FedEx. FedEx, trước đây là Federal Express, là một trong những công ty hàng đầu trong thị trường vận chuyển trọn gói và là đối thủ trực tiếp của công ty United Parcel Service UPS. Không giống như UPS, câu chuyện của FedEx tương đối ngắn với một công ty chỉ mới thành lập bởi giám đốc điều hành Fred Smith vào năm 1971. Chính họ là những người đầu tiên cung ứng dịch vụ giao hàng chỉ sau một đêm, cho khách hàng một công cụ theo dõi cung đường của hàng từ khi đặt cho tới khi tới cửa nhà bạn. Thứ công nghệ mà giờ đã trở thành tiêu chuẩn của một công ty cung ứng dịch vụ ship hàng. 50 năm sau, FedEx đã trở thành hãng vận chuyển hàng không lớn nhất thế giới và lớn thứ tư thế giới về quy mô đội tàu với gần 300.000 nhân viên và doanh thu bán hàng trên 40 tỷ đô la Mỹ. Kết quả trên được tạo dựng nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ nhân viên và người dẫn đầu Frederick Smith đầy tài ba. Frederick Smith sinh năm 1944 tại vùng Mark, bang Mississippi của Mỹ. Ông nội của Smith đã từng lái tàu biển đi khắp các đại dương, còn cha của ông cũng có một doanh nghiệp vận tải hành khách bằng xe buýt. Sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống di chuyển như vậy, nên Smith đi theo con đường vận tải cũng là một điều không mấy bất ngờ. Khi còn đang theo khóa kinh tế tại Đại học Yale hồi năm 1962, cùng khóa với những sinh viên đáng chú ý khác như Tổng thống George Bush hay ứng cử viên Đảng Dân Chủ John Kerry, Smith đã viết một bài luận dài về xu hướng hoạt động hóa của xã hội hiện đại cũng như hiện trạng của ngành vận chuyển hàng hóa trong nước. Ở thời điểm đó, các shipper chuyển từng kiện hàng lớn bằng xe tải hoặc máy bay dân dụng, nhưng cái đầu thức thời của Smith đang nghĩ khác. Ông cho rằng sẽ hiệu quả hơn nhiều nếu chuyển từng kiện hàng nhỏ thiết yếu bằng máy bay. Tuy nhiên, Smith không nêu chi tiết cách vận hành công ty này. Bài luận của Smith bị chấm điểm C, một phần vì thiếu sót, một phần vì Smith đã viết vội, hoàn thành nó ngay trước hạn chót phải giao nộp. Thế rồi, chính nó lại trở thành xương sống để Smith vận hành Federal Express, sau này được viết tắt thành FedEx. Smith đã đệ trình một bài báo đề xuất về một khái niệm mới, một công ty logistics chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa từ nơi sản xuất đến nơi phân phối cuối cùng bằng các phương tiện của riêng công ty như máy bay, kho, trạm gửi hàng và xe tải giao hàng. Sau khi tốt nghiệp Đại học Yale, Smith bắt đầu chạy thử Federal Express vào năm 1971. Ông dựa vào những ý tưởng mà ông đã vạch ra từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường và tập trung xây dựng một hệ thống hàng không tổng hợp. Ông bắt đầu kế hoạch này tại sân bay quốc gia Little Rock ở Arkansas, nhưng sau 2 năm hợp tác mờ nhạt với sân bay này, Smith đã chuyển hoạt động của Federal Express đến sân bay hiện nay của công ty này ở Memphis, Tennessee, thị trấn nơi ở của Fred Smith. FedEx phục hồi nhờ tiền thắng bạc khi chơi blackjack. Federal Express bắt đầu hoạt động tại sân bay Memphis từ năm 1973 với 14 máy bay Dassault Falcon 20 được sử dụng để vận chuyển hàng hóa qua 25 thành phố. Tuy nhiên, nhận thấy rằng quy mô như vậy không thể đủ để phát triển, nhà sáng lập Smith đã liều lĩnh đem toàn bộ gia tài cá nhân tín chấp với ngân hàng để vay vốn hoạt động kinh doanh. Toàn bộ gia sản thừa kế của Smith có giá trị lên đến 4 triệu đô la Mỹ. Do đó, không ít người cho rằng ông bị khùng khi liều lĩnh đến vậy. Smith đã tự mình bay đến New York để gặp gỡ các nhà đầu tư và kêu gọi vốn lên đến 80 triệu đô la Mỹ. May mắn khi rất nhiều người trong số họ đã nhìn ra tương lai sáng lạng của ngành chuyển phát nhanh trong tương lai và sẵn sàng mạo hiểm cùng chàng cựu binh Smith. Chỉ trong vòng nửa tháng bắt đầu hoạt động, đã có tới 3.000 kiện hàng được đăng ký sử dụng dịch vụ của FedEx. Tuy nhiên, lượng máy bay vốn có của FedEx chỉ có thể chứa tối đa là 300 kiện hàng trên một chiếc. Sẽ là vô cùng rủi ro và tốn kém nếu FedEx không đáp ứng được 3.000 đơn đặt hàng. Giải pháp cuối cùng mà Fred Smith cùng các cộng sự thực hiện đó là xác nhận lại từng đơn đặt hàng và số đơn đặt hàng vận chuyển của FedEx được rà soát lại chỉ còn hơn 50%. Nhờ vậy, FedEx cân bằng lại được công suất chuyên trở và vượt qua được khó khăn ban đầu.
Tiếp sau đó, FedEx đã mua được cổ phần của Railway Express Agency, đối thủ hàng đầu trong ngành công nghệ chuyển hàng của nước Mỹ. Thế nhưng, hãng ghi nhận khoản lỗ tới 27 triệu đô la Mỹ trong 2 năm đầu tiên, do phải gồng hết sức để đảm bảo việc vận chuyển hàng nhanh nhất có thể. Một thời gian ngắn tiếp theo, cuộc khủng hoảng dầu mỏ khiến chi phí nhiên liệu tăng cao đáng kể. FedEx có nguy cơ bị phá sản, và nguy cơ càng lộ rõ khi tới giữa năm 1974, mỗi tháng công ty lỗ hơn 1 triệu đô la Mỹ. Quỹ duy trì hoạt động của Federal Express tụt xuống còn 5.000 đô la Mỹ, còn không đủ để đổ xăng cho 8 cái máy bay của công ty. Nhân viên cố hết sức để gánh vác trách nhiệm, từ việc phi công phải tự bỏ tiền túi ra để mua xăng, lẫn chịu khó nợ lương dài kỳ. Trong một chuyến bay từ Chicago đến Memphis, sau khi bị nhà đầu tư từ chối không tiếp tục đầu tư vào công ty nữa, giữa những ánh mắt buồn kiệt quệ, Smith đã làm một việc mà nhiều người nghĩ tới nhưng ít ai dám làm. Bay tới Las Vegas, bước vào sòng bạc, ngồi vào bàn blackjack với 5.000 đô la cuối cùng trong tay. Không rõ Smith được sao gì chiếu mệnh, được thần thánh của nền văn minh nào phù hộ mà số tiền 5.000 đô la Mỹ đã sinh nở thành 28.000 đô la Mỹ, đủ để công ty chuyển phát nhanh Federal Express duy trì hoạt động được thêm một tuần nữa. Số tiền không lớn so với 1 triệu đô la Mỹ lỗ mỗi tháng hay hơn 80 triệu đô la Mỹ vốn ban đầu, nhưng đó là điểm tốt để vực dậy công ty và thực sự đã giúp công ty trụ thêm được một tuần. Smith nhận được tin là FedEx sẽ có tiếp tục 11 triệu đô la Mỹ từ nhà đầu tư. Không nản chí, Smith đã dũng cảm mở hàng loạt chiến dịch quảng cáo dồn dập để tăng khách hàng, đồng thời cho đổi sang các loại máy bay có tải trọng lớn hơn. Giá thành vì thế được giảm xuống và FedEx đã qua được giai đoạn nguy hiểm bên bờ vực phá sản. 3 năm đầu hoạt động, công ty này đã tốn khá nhiều chi phí, mặc dù là công ty mới, được tài trợ cao nhất trong lịch sử Hoa Kỳ xét về vốn liên doanh. Đến năm 1976, công ty này mới nhìn thấy lợi nhuận đầu tiên là 3,6 triệu đô la Mỹ với 19.000 gói hàng mỗi ngày. Quá trình tăng tốc. 2 năm tiếp theo, năm 1978, FedEx lên sàn chứng khoán và năm 1980 có doanh thu hơn 400 triệu đô la Mỹ với mức lợi nhuận là gần 10% của con số đó. Những năm tiếp theo, Federal Express bắt đầu tăng việc sử dụng các dịch vụ chuyển phát qua đêm. Công ty trực tiếp cạnh tranh với Bưu điện Hoa Kỳ bằng cách gói hàng có kích thước như một lá thư và vận chuyển xuyên đêm với mức giá cố định 9,5 đô la Mỹ. Dịch vụ này đã đưa Federal Express trở thành công ty có doanh số lớn nhất so với bất kỳ công ty vận tải hàng không nào ở Mỹ, đứng trước cả Emory và Pirelli's Hoyer. Năm 1984, đã mua lại Yelco Express, một công ty chuyển phát nhanh có trụ sở tại Minneapolis và phục vụ tới 84 quốc gia. Để phát triển thị trường nước ngoài, Federal Express đã tiến hành mua lại các công ty vận chuyển ở cả Anh, Hà Lan và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Năm 1985, công ty này bắt đầu mở rộng các dịch vụ sang châu Âu bằng cách mở cửa một trung tâm tại sân bay Brussels. Đến năm 1987, Federal Express đã cung cấp dịch vụ cho hơn 90 quốc gia và có quyền hạ cánh tại 5 sân bay nước ngoài là tại Montreal, Toronto, Brussels, London và Tokyo. Để mở rộng hơn nữa việc cung cấp dịch vụ ra hàng quốc tế, công ty này tiếp tục mua lại Tiger International với giá 883 triệu đô la Mỹ. Năm 1994, Federal Express chính thức đổi tên thành FedEx. Dịch vụ của FedEx được chia thành các công ty hoạt động độc lập và cạnh tranh chung với nhau: FedEx Express, FedEx Ground, FedEx Global Logistics, FedEx Custom Critical và FedEx Service. Với cái tên mới, FedEx tiếp tục phát triển mạnh mẽ nhiều năm về sau. Mới đây, năm 2015 là một năm khó quên với FedEx khi công ty này mua lại nhà chuyển phát nhanh lớn thứ hai thế giới, TNT Express của Hà Lan, với giá 4,4 tỷ euro, tương đương với 4,8 tỷ đô la Mỹ. Động thái này góp phần tăng đáng kể thị phần của FedEx tại thị trường châu Âu, nơi FedEx mới chỉ nắm được 5% thị phần, thấp hơn rất nhiều so với 19% thị phần của DHL, khoảng 12% của TNT Express và 16% của UPS. Việc mua lại TNT được kỳ vọng sẽ giúp FedEx tạo được ưu thế nhờ tận dụng mạng lưới đường bộ kết nối hơn 40 quốc gia châu Âu, giúp họ tiết kiệm được cả thời gian lẫn tài chính. FedEx đã có tới 645 máy bay, 71.000 xe tải và phục vụ hơn 5,5 triệu đơn hàng mỗi ngày trên toàn thế giới. Smith lại là người đầu tiên đưa ra cam kết trả lại khách hàng toàn bộ phí vận chuyển nếu không thực hiện đúng cam kết thời gian vận chuyển và giao hàng.
Chính những chiêu thức lợi hại ấy khiến FedEx thu hút khách hàng mới rất nhanh. FedEx là tập đoàn dịch vụ vận tải đầu tiên áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 trong toàn hệ thống dịch vụ của mình. Công thức đem lại thành công cho FedEx có thể tóm gọn là may mắn, tận tâm và liều lĩnh. Nhiều người cho rằng may mắn là yếu tố quan trọng nhất với FedEx, vì nếu không có hàng triệu đô la Mỹ đầu tư ban đầu hay chỉ 28.000 đô la Mỹ thắng bạc, thì làm sao Smith có thể chèo lái con tàu này vượt qua những giai đoạn khó khăn của công ty. Tuy nhiên, thách thức vẫn đang chờ FedEx ở phía trước. Thách thức trong thời đại mới. Hiện nay, theo giới phân tích, thị trường chuyển phát nhanh trên thế giới chỉ còn lại cuộc đua của ba ông lớn là FedEx, DHL và UPS. Điều này đồng nghĩa với việc khó có thêm đối thủ nào có thể xứng tầm cạnh tranh với ba doanh nghiệp trên. Tuy nhiên, ở thời đại công nghệ mới, ngành vận chuyển đang phải đối mặt với nhiều thách thức mới. Sự bùng nổ của công nghệ thông tin là đòn bẩy cho việc nâng cao chất lượng dịch vụ của FedEx, điển hình như ứng dụng Internet cho phép người dùng theo dõi lịch trình của kiện hàng. Ngoài ra, sự phát triển của các dịch vụ nhắn tin miễn phí trên mạng cũng đang đe dọa đến sự phát triển của ngành vận chuyển. Trong khi đó, FedEx và các đối thủ vẫn chưa tìm ra được hướng giải quyết. Thêm nữa, DHL hay UPS lại đang tìm cách để chen chân vào thị trường mới mẻ này. Liệu rằng FedEx có thể còn giữ vững ngôi hiệu công ty nhanh nhất thế giới hay không? Chúng ta hãy cùng trải nghiệm và quan sát công ty này nhé!